chó Grodinger truy đuổi tên trộm đột nhập, tạo hiệu ứng an ninh tại nhà dân. Trong clip ghi lại khoảnh khắc tên trộm bị một con chó truy đuổi khi đang lẻn vào nhà dân. Sự việc được ghi lại vào ngày 2 tháng 4 tại một ngôi nhà ở thành phố San Carlos, tỉnh Negros Occidental, Philippines. Trong clip, một tên trộm đội mũ lưỡi chai màu đen đang trèo qua hàng rào kim loại rồi đột nhập vào nhà dân. Sau đó người đàn ông rón rén đi qua sân và dùng áo che nửa khuôn mặt. Ngay khi nhìn thấy tên trộm tiến đến gara, chú chó Grodinger tên Blackie liền gầm gừ rồi lao ra truy đuổi. Kẻ đột nhập đã phải bỏ chạy rồi nhảy qua hàng rào tẩu thoát. Chủ sở hữu của Blackie cho biết, khu vực của chúng tôi có rất nhiều tên trộm nên chúng tôi thực sự cần sự giám sát của cảnh sát. Thành phố của chúng ta không còn an toàn nữa. Nhưng tôi thấy yên tâm hơn khi có chú chó của mình ở đây vì nó luôn tỉnh táo và nhạy bén. Ông nói thêm rằng ông đã báo cáo vụ việc với cảnh sát và họ đang điều tra vụ đột nhập. Grodinger là một giống chó chăn cừu Bỉ có đặc điểm là bộ lông dài màu đen. Được biết đến với trí thông minh và lòng trung thành, Grodinger là những chú chó làm việc đa năng và là người bạn đồng hành yêu quý của gia đình.